Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Lỗ hổng pháp lý dẫn đường cho tham nhũng đất công. Nhiều dự án có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng ở tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ, có gói thầu hầu như chưa thi công. Sau nhiều lần bị mời lên làm việc, nhà thầu vẫn chây ì. Hà Nội, hàng loạt ma men bị tóm gọn sau lệnh nới lỏng nhà hàng, quán ăn. Chặn xe dừng nằm chở khách từ vùng dịch ra ngoài. Bất thường quyết định kháng nghị cấp tốc của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ án Hòa Lân. Lỗ hổng pháp lý dẫn đường cho tham nhũng đất công. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ nạn tham nhũng gây thất thoát lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được phát hiện xử lý nhiều như những năm vừa qua. Điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta ngày càng quyết liệt và điểm đúng huyệt của nạn tham nhũng. Thế nhưng, thực tế trên cũng cho thấy công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất đai còn nhiều kẽ hở. Vào cuối tháng 4 vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Vũ Huy Hoàng và chính đồng phạm bị Tòa án Hà Nội xét xử vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các thuộc cấp đã thực hiện các hành vi để biến khu đất 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thành tài sản tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Đây là một ví dụ điển hình trong hàng loạt vụ biến đất công thành đất tư trên phạm vi cả nước trong thời gian qua. Theo nhiều chuyên gia, thực trạng tham nhũng biến đất công thành đất tư xảy ra nhiều nơi với những thiệt hại lớn bởi hệ thống pháp luật đất đai còn nhiều kẽ hở bất cập. Một trong những khoảng trống lớn nhất của luật đất đai năm 2013 là vấn đề tài chính đất đai và minh bạch thông tin về đất đai. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích, pháp luật trao quyền thu hồi đất của người này xong giao đất cho thuê cho một nhà đầu tư đã được nhắm tới. Định giá như thế nào là người có thẩm quyền được quyết định, đấy là kẽ hở, người có thẩm quyền luôn luôn lợi dụng để lấy chênh lệch chia nhau. Nhiều khu đất vàng đều không mạch lạc trong chuyện đưa đất vàng ra thị trường kiểu gì, công khai hay không, đấu giá hay không, đấy cũng là việc dẫn tới khả năng thất thoát giá trị tài sản công. Pháp luật liên quan đến đất đai của Việt Nam hiện nay chưa rành mạch, rõ ràng, dẫn đến cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau. Mặt khác, cùng một vấn đề liên quan đến đất đai hiện nay, chúng ta có quá nhiều luật điều chỉnh phức tạp. Những vấn đề được quy định ở luật đất đai, nhưng khi xây dựng nhà trên miếng đất đó phải thực hiện theo luật nhà ở. Nếu đất đó là đất công thì phải tuân theo luật đầu tư công, còn nếu đất đó được mua bán lại liên quan đến luật kinh doanh bất động sản. Rồi sự thiếu đồng bộ trong phân công quản lý về đất đai thì giao cho ngành tài nguyên và môi trường quản lý đất, nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành tài chính ban hành. Theo ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, những lỗ hổng chồng chéo thiếu đồng bộ đó đã bị các nhóm lợi ích lợi dụng, tự tung tự tác để thao túng tham nhũng. Từ những vụ án đất công cũng cho thấy chúng ta đang buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra giám sát, thanh tra của các cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương. Sơ hở trong kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và quản lý đất công của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan quản lý đầu ngành, trong đó có thanh tra nhà nước, giao cho các cơ quan đơn vị mà không kiểm tra để cho các cá nhân tự tung tự tác, cho thuê, bán, định giá không đúng giá trị tài sản của đất công, ông Phạm Văn Hòa nhấn mạnh. Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân, thanh tra chính phủ nhấn mạnh, đất đai bị quan chức tham nhũng như vậy, ngoài sự thiếu hụt của chính sách pháp luật thì có sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ công chức, cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Trong khi chúng ta chưa có cơ chế để phát huy đầy đủ tính công khai, minh bạch trong đấu giá đất, dẫn tới những cuộc thu hồi, bồi thường hay đấu giá thiếu minh bạch, thông thầu, chỉ định thầu để tạo nên sự chênh lệch địa tô rất lớn. Khoản chênh lệch địa tô đó lại rơi vào một nhóm người là doanh nghiệp sân sau, cùng một số quan chức và tất yếu sẽ xảy ra khiếu kiện. Người dân phải được tham gia ngay từ đầu quá trình quy hoạch, người ta sẽ thấy được quyền lợi của mình trong đó. Nếu họ chưa thấy được quyền lợi trước mắt thì sau khi thu hồi đất, được bao nhiêu tiền một mét đất thì họ sẽ thấy được quyền lợi của họ, còn cái họ sau khi dự án phát triển. Họ được tham gia vào quy hoạch thì họ sẽ được tham gia vào quá trình thực hiện quy hoạch, tham gia giám sát và sẽ được hưởng thành quả của việc quy hoạch đó. Xét cho cùng, nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội phục vụ người dân,
Nhưng bản thân người dân thấy được quy hoạch, thấy được sự công khai, ngay cả trong cơn sốt đất vừa qua, nếu công khai quy hoạch thì sẽ không có việc giới đầu tư bất động sản đẩy giá lên, ông Điệp phân tích. Các vụ đại án tham nhũng đất công vừa qua chính là lời cảnh tỉnh để chúng ta cần hoàn thiện thật chắc chắn lòng thể chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những vấn đề như quản lý hai chiều, nâng cao sự giám sát của nhân dân, công khai minh bạch thông tin về đất đai hay trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước là những vấn đề cần phải được tính toán trong việc sửa đổi luật đất đai để bịt kín những lỗ hổng pháp lý có thể dẫn đường cho tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Nhiều dự án có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng ở tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ, có gói thầu hầu như chưa thi công. Sau nhiều lần bị mời lên làm việc, nhà thầu vẫn chây ì. Kính thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra đột xuất việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu sau đấu thầu của một số gói thầu theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Kết quả, hàng loạt gói thầu bị phát hiện chậm tiến độ, có dự án còn thi công không đúng thiết kế. Gian lận sắt thép. Tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, nay sáp nhập về Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, có ít nhất 3 gói thầu xây lắp đang chậm tiến độ. Cụ thể, gói thầu số 27 thi công xây dựng kè chống sạt lở bờ bắc sông Cây Bứa, kè bờ Nam sông Vệ, xã Đức Thắng, kè bờ bắc sông Vệ, xã Nghĩa Hiệp thuộc huyện Tư Nghĩa do liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Thuận thi công chậm tiến độ. Gói thầu này có giá trị hợp đồng hơn 31,2 tỷ đồng, hồ sơ cam kết hoàn thành ngày 5 tháng 2 năm 2021. Đến cuối tháng 5 năm nay, dự án này vẫn chưa hoàn thành. Tại gói thầu số 28 thi công xây dựng 4 cầu tại Hà Riền, đến thời điểm này mới thi công được khoảng 75% giá trị hợp đồng. Đáng nói, tại gói thầu số 38, dự án kênh N6 với giá trị hợp đồng hơn 18,4 tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Tiến, công ty cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 thi công. Gói thầu khởi công từ tháng 8 năm 2020, thời hạn hoàn thành tháng 8 năm 2021. Tại thời điểm kiểm tra, công trình này đang dừng thi công, khối lượng thi công mới đạt khoảng 16%. Qua kiểm tra cho thấy, nhà thầu có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã gian lận trong sử dụng kích thước thép trên đoạn kênh dài 20m. Tại đoạn kênh từ K7-367 đến K7-387, thay vì phải sử dụng sắt thép có kích cỡ phi 12 đúng theo thiết kế, liên danh công ty Lũng Lô 251 Hùng Tiến đã thay bằng loại phi 10. Theo kế hoạch, giữa tháng 5 năm 2021, kênh N6 sẽ được thả nước trở lại để phục vụ sản xuất cho người dân ở khu vực phía nam thành phố Quảng Ngãi. Và đến cuối tháng 8 năm 2021, dự án kênh N6 phải hoàn thành. Thế nhưng, hiện dự án này chưa tới đâu. Điều đáng nói, nguồn vốn đầu tư dự án kênh N6 là nguồn vay từ Ngân hàng Thế giới. Đến cuối năm 2021 sẽ hết hạn, dẫn đến nguy cơ nếu công trình không hoàn thành sẽ bị Ngân hàng Thế giới cắt vốn. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo vụ việc để Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể với đề xuất chọn đơn vị thi công mới đủ năng lực hoàn thành trước thời hạn theo quy định. Riêng sai phạm gian lận kích cỡ thép, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu phải phá bỏ tất cả và đề xuất xử lý theo quy định, kể cả trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đại diện chủ đầu tư nói. Gói thầu chỉ đạt 1,2% khối lượng. Không những phát hiện sai phạm tại nhiều dự án do các đại ban làm chủ đầu tư, tại các ban quản lý dự án cấp thành phố, thị xã, huyện cũng có nhiều gói thầu đang chậm tiến độ như Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất ở thị xã Đức Phổ, huyện Tư Nghĩa. Điển hình là gói thầu trường mầm non Nghĩa Kỳ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa mời thầu và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yên trúng thầu với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Gói này tiến độ cam kết hoàn thành trong 300 ngày, khởi công ngày 24 tháng 9 năm 2020, nhưng đến thời điểm kiểm tra mới đạt 1,2% khối lượng. Thực tế, dự án đã dừng thi công từ tháng 11 năm 2020 với lý do chưa được giải phóng mặt bằng. Theo quy định của luật đầu tư công, vốn bố trí năm 2020 cho dự án nhưng không hoàn thành thì phải chuyển trả lại tỉnh và chỉ quyết toán 1,2% khối lượng công trình. Khi nào huyện có vốn sẽ bố trí tiếp tục thực hiện dự án đưa vào sử dụng, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa giải thích. Công trình trường trung học cơ sở Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ có giá trị dự toán 6,5 tỷ đồng, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đạt Tiến trúng thầu với mức bỏ thầu giảm 20%, còn hơn 5,3 tỷ đồng. Công trình này được khởi công tháng 8 năm 2020, dự kiến hoàn thành tháng 1 năm 2021. Đến nay, đơn vị trúng thầu thi công đạt khoảng 60% khối lượng.
chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu cam kết thi công đúng tiến độ và không cho doanh nghiệp này ứng vốn, chỉ thanh toán một lần khi hoàn thành công trình và bàn giao cho địa phương, đại diện chủ đầu tư khẳng định. Hà Nội, hàng loạt ma men bị tóm gọn sau lệnh nới lỏng nhà hàng, quán ăn. Kính thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội chốt chặn tại các tuyến đường trong thành phố, xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có vi phạm nồng độ cồn. Sau thời gian dài đóng cửa, các nhà hàng, quán ăn bắt đầu mở cửa trở lại, nhộn nhịp đón khách trước 21 giờ theo văn bản mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người sử dụng rượu bia tại các quán nhậu, điều khiển phương tiện giao thông, sau đó đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe xử phạt vi phạm hành chính. Người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan sau thời gian dài nghỉ dịch, hàng quán ăn mở cửa trở lại nên tình trạng điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia đã manh nha tái diễn. Với các trường hợp vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định mới nhất. Thực tế, quá trình xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp còn cố tình đâm xe vào lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ. Thượng úy Phùng Viết Hiếu, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản cho phép hàng quán ăn uống được mở cửa trở lại, được phép đón khách tại cửa hàng trước 21 giờ hàng ngày. Các quán rượu, bia hơi, bia vẫn được mang về. Tuy nhiên, người dân muốn uống rượu bia vẫn có thể đến các quán ăn để sử dụng. Nhiều trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn đã bị xử phạt. Chặn xe dừng nằm chở khách từ vùng dịch ra ngoài. Kính thưa quý vị, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xử lý một nhà xe vi phạm chở hành khách từ vùng dịch ra ngoài. Khoảng 21 giờ 40 phút tối ngày 28 tháng 6, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện một xe giường nằm đang lưu thông có nghi vấn chở khách từ vùng dịch xã Quỳnh Minh ra ngoài địa bàn. Thời điểm trên, chiếc xe giường nằm chạy tuyến Quỳnh Lưu, Bình Dương do tài xế Hồ Diên Dương, 40 tuổi, ngụ xã Quỳnh Minh, điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Quỳnh Lương, Quỳnh Thanh ra quốc lộ 1 để đi vào tỉnh Bình Dương. Khi đến điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã Quỳnh Thanh giáp Quỳnh Lương, tổ công tác phát hiện và yêu cầu tài xế dừng xe. Lực lượng công an phát hiện trên xe chở 16 hành khách, trong đó có 4 người quê xã Quỳnh Minh gồm tài xế, phụ xe và 2 hành khách. Các hành khách còn lại ở xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy. Thời điểm này, xã Quỳnh Minh đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 do trước đó địa phương này có ca mắc COVID-19. Sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo lực lượng y tế huyện để lấy mẫu, xét nghiệm 4 người dân xã Quỳnh Minh. Qua test nhanh, 4 người này đều có kết quả âm tính với COVID-19. Công an huyện Quỳnh Lưu đã đưa 4 người trên chuyến xe khách về trạm y tế xã Quỳnh Minh cách ly y tế. Bất thường quyết định kháng nghị cấp tốc của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ án Hòa Lân. Kính thưa quý vị, vụ án Hòa Lân đã trở thành từ khóa nóng bỏng năm 2020 khi Tòa án Nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án này từ tháng 3 năm 2020 đến cuối năm 2020 mới kết thúc. Kết quả, tòa án bác bỏ yêu cầu hủy kết quả đấu giá mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thiên Phú, công ty Thiên Phú đã yêu cầu trong đơn khởi kiện. Công ty Kim Oanh thở phào nhẹ nhõm vì đã không bị cướp mất dự án mà công ty đã trúng đấu giá. Xin được nhắc lại, khi khởi kiện vụ án này thì công ty Thiên Phú chỉ là công cụ để một số cá nhân cạnh tranh với công ty Kim Oanh sử dụng nhằm mục đích đòi lại dự án khu dân cư Hòa Lân của công ty Thiên Phú. Bằng cách sử dụng công ty Thiên Phú để khởi kiện nhằm đoạt lại dự án, sau đó những người dàn dựng kịch bản này mua lại công ty Thiên Phú từ ông Bùi Thế Sơn, qua đó chiếm lấy dự án bất động sản có vị trí ở giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Hồ Chí Minh. Vào giai đoạn cuối cùng của vụ án, khi Tòa án Nhân dân quận 7 chuẩn bị kết thúc phiên tòa, đã có nhiều thay đổi trong vụ kiện này khi ông Bùi Thế Sơn, người nắm giữ 99% vốn góp của công ty Thiên Phú và là người đại diện theo pháp luật của công ty đã trực tiếp rút đơn khởi kiện. Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của ông Bùi Thế Sơn cũng đã rút đơn khởi kiện và bác bỏ tư cách của người đứng đơn khởi kiện, khiến cho việc những cá nhân mượn danh công ty Thiên Phú để khởi kiện không còn lý do để theo đuổi vụ kiện. Trước sự việc này, các bên tranh chấp cũng đã hòa giải và thống nhất chấm dứt việc kiện tụng tại tòa. Do vậy, khi vụ án được chuyển lên cấp phúc thẩm, tất cả các kháng cáo của các đương sự đã được rút trước khi mở phiên tòa. Chỉ duy nhất kháng cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tính lãi suất đối với khoản vay của công ty Thiên Phú là được xem xét. Có thể nói, vụ án đã được khép lại vì các đương sự đã hòa giải và rút đơn khởi kiện, rút đơn kháng cáo.
Điều này đồng nghĩa với việc không có đương sự nào khiếu nại yêu cầu giám đốc thẩm vụ án này.